VinFast Lux A chạy Grab thì nên đổi những gì? Đây là mặt ca lăng phong cách Maserati nha, rất là đẹp luôn. Mình nên bỏ thêm vài 30 triệu để độ đèn nha. Đèn này là Platinum Laser với V30 Neo nha. Để tăng cảm giác lái thì anh em nên đổ một cái vô lăng carbon nha. Cái này chỉ có vài triệu thôi. Mình nên gắn cảm biến áp suất lốp nha mọi người. Cái này mình gắn ở đây. Còn cái cục này mình để tắp lô xe nha. Một phụ kiện mà anh em chắc chắn phải có đó là phim cách nhiệt nha. Cái này vừa bảo vệ mình và bảo vệ khách hàng nữa. Này là phim 3M nha mọi người. Anh em nên gắn thêm cái đuôi gió này nhìn cho nó thể thao nha. Nhìn con xe nó cứng hơn rất là nhiều. Con này bản bay nó không có cấp điện nha mọi người. Mình nên trang bị thêm nha. Anh chạy xe máy là Vario đen nhám, nhưng mà tôi lại thích con lớp A đen bóng nha. Cho nên đây là phủ ceramic toàn xe luôn. Em cái camera 360 nha mọi người. Đây. Rất là xịn sò luôn. Mọi người thấy cái viền sáng sáng ở đây không? Cái này là led nội thất nha. Vì xe bản bay cho nên mình độ ghế điện với nhớ ghế nha mọi người. Khá là xịn. Cái xe này hồi đó mua 1 tỷ mấy, rồi độ thêm khoảng hơn 100 triệu là mấy bạn có thể chạy Grab được rồi.